Bắt đầu bữa tiệc chúc mừng nào các nàng. Chúng ta đều biết được bật mí giới tính nhỏ, nhưng hôm nay cùng thử bật mí cái khác nhá. Sẵn sàng chưa? Chúc mừng nhá, là tiền đấy, chắc cô tự hào lắm nhở. Để xem cô này có gì nào. Chà, thôi thì cứ tham gia cho vui nhà vui cửa nhá. Nào các nàng, hãy bắt đầu thử thách đồ ăn bà bầu nghèo và giàu nào. Wow, chuyện gì vậy? Đây là đâu? Wow, hồi hộp thật sự. Nếu có tiền thì việc mang thai sẽ vui hết sức. Mọi thứ chỉ là một trò chơi to đùng mà thôi. Quá trời tiền luôn nè. Ở ngoài đó thì có gì hay vậy ta? Trông mình sang chảnh hết sức. Cậu xem đi này. Đến lượt tớ. Ủa khoan, không phải tiền hả? Ơ này. Trời ơi, đồ của mình biến hết mất rồi. Nhà nghèo khổ thật đấy. Đành quen với cảnh này thôi. Bất công dễ sợ. Phòng em bé dễ thương quá. Vợ yêu ơi, anh mua xe đẩy bằng vàng nè. Đúng ý vợ luôn nhé. À, khoan, em không cần phải tự đẩy xe đâu. Có tài xế mà. Hay quá, chúng ta sẽ đi chơi thật vui. Anh nói đi. Cảm ơn anh yêu. Cô muốn đi một vòng không? Luyện tập trước cho quen dần nào. Vào đây nè. Đi ăn kem thôi baby ơi. Ôi trời, xe đẩy bằng vàng kìa. Mình chưa từng thấy cái xe nào như vậy luôn. Xe bình thường còn chẳng có nữa là. Bình đựng nước kìa. Đã đến lúc sáng tạo rồi bà con. Khi cần thì chúng ta có thể chế tạo mọi thứ. Dễ thương phết nhỏ. Để đi thử một vòng nào. Vào đây nào bé con. Nằm ngoan trong đó nha. À, thích ghê luôn á. Trời ơi, đau chết tôi mất. Anh ngồi im một chỗ em nhờ. Khoan, em có ổn không đấy? Cưng à, xin lỗi, giường của em đây. Khổ vợ tôi quá. Em chịu được, anh đừng lo. Bác sĩ, giúp chúng tôi với. Làm ơn giúp vợ tôi. Ở trong này nóng quá. Có sao không? Dạ, rất ổn ạ. Ồ, khủng khiếp quá. Dặn thật mạnh vào. Ok. Anh yêu. Chúng ta làm được mà. Ôi trời. Khiếp. Hít thở đều đi. Em đang dặn. Cố lên. Cố lên vợ ơi. Có chuyện gì vậy? Con của anh đây. Anh bé bé đi này. Thôi nào, bình tĩnh đi. Xong rồi. Phải, hôm nay tôi không thể đi làm. Đúng, vợ tôi sắp sinh rồi. Từ giờ sao? Ít ra bác sĩ quan tâm mình. Anh chưa đọc email hả? Rất tốt. Hít thở sâu nào. Cô uống chút nước đi nhé. Đây. Không bác sĩ ơi, đã bảo không. Ồ vâng, thế tôi xin phép. Yeah, em vẫn ổn đó. Là bé trai. Bé kháu khỉnh lắm. Cảm ơn anh. Em làm tốt lắm cưng à.
Giờ chúng ta là một gia đình nhỏ. Để xem vòng này có món gì nào. Khoan, tớ trước. Nhưng cậu quá đáng thật đấy. Bé nhà tớ đang đói đây này. Chẳng hiểu sao tớ cũng khóc nữa. Chắc tại có bầu đấy. Wow, là chuối vàng. Tớ từng ăn món này ở Paris á. Hàng độc quyền đấy nha, cực kỳ hiếm luôn. Đúng là đồ hiệu có khác. Tớ quen dùng mấy thứ xịn sò này rồi ấy. Khoan, kinh khủng khiếp. Tôi muốn gặp quản lý. Ôi, này bạn thân ơi, gái ơi, cho cậu chuối này. Thật đã. Cảm ơn nhá, tớ chẳng biết nói gì luôn. Cho tớ trái chuối hết đét, hôi dình của cậu nhá. Quả này á, lấy đi. Ok. Không phải bằng vàng, nhưng vẫn là đồ ăn đấy. Tưởng thật quả chuối đầy viên kia nhiều. Thử biết cách làm món này còn ngon hơn đấy. Đầu tiên là cắt ra này. Quả chuối vàng bằng... Wow. Mình hào ngọt lắm ý. Không thể chờ nổi luôn. Một chút sirup caramel nhá. Giờ là một miếng cốm giáp. Thiên đường là đây chứ đâu. Cậu sao rồi? Cái này tớ chả ăn đâu. Vẫn là trái cây thôi. Thế là xong. Mình sẽ nôn mất. Ăn uống thấy ghê quá. Không thể nuốt nổi, chịu thôi. Để tớ ăn cho. Và con rồng nhấc đầu dậy, rồi giống lên một cái đầy uy lực. Hả? Phần còn lại đâu? Ủa? Sao mẹ lại dừng? Tiếp đi ạ? Xin lỗi bé con, mẹ đọc cả hai mặt rồi đó. Nhưng con thích nghe chuyện khi ngủ. Kỳ quá à. Phải có cách gì chứ nhở? Sao ta? Chờ chút nào, mình có ý này. Mình sẽ bắt đầu bằng cách vẽ trái tim lên ngón tay, rồi thêm mũi và một nụ cười thật tươi. Tô vào hình trái tim này, là mắt đấy nha. Giờ mình sẽ cần vẽ khuôn mặt thứ hai ở ngón tay này. Ai cần sách chứ? Mình sẽ tự chế ra chuyện. Chắc là ổn rồi đó. Bắt đầu thôi. Sophia. Hả? Mẹ ạ? Xin chào, tớ là hoàng tử đẹp trai. Wow. Như là đi coi kịch vậy. Mình thích chuyện lãng mạn lắm nha. Mình hơi buồn ngủ rồi. Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết chuyện. Còn bé ngủ chưa? Hiệu quả rồi, vở kịch đầu tiên của mình đã thành công. Để con bé ngủ thôi. Ái chà, đừng thức dậy mà. Cái gì vậy? Sắp được rồi. Hổ, thôi nào. Đi ngủ thôi. Để tôi đắp chăn nhé. Cô sẵn sàng nghe chuyện chưa nào? Romeo, ôi Romeo, anh đang ở đâu? Sao thế em yêu? Ý là... Wow, tuyệt, tuyệt quá đi. Ước gì chồng mị cũng lãng mạn như thế. Chán như con dán luôn. Sao không đánh đấm? Biến đi. Gì vậy trời? Chuyện này chưa từng xảy ra luôn á. Cô ấy thích phim hành động ấy mà. Ok, có lần này. Wow, làm gì khó vậy má. Làm cho xong việc đi. Chết này, tiếp đi. Cô thấy sao Annie? Nhảm nhất trên đời luôn đấy. Về đi. Thật luôn hả? Tôi học hành bài bản lắm đấy nhá. Hay là nhạc kịch? Cố gắng thêm tí tẹo đi. Ok, bắt đầu. Cha cha la la la. Chà, mình hơi buồn ngủ rồi. Vì nó chán quá. Này, ngủ thật à? Nào, thế là xong. Hai cô cậu diễn dở quá nên cô ấy ngủ rồi. Cảm ơn. Chắc thế. Mình phải nói lại với ông bầu thôi. Tôi sẽ thưởng thêm cho anh chị một chút vì rắc rối này. Rất xứng đáng đó. Ngon lành. Tôi rất vui khi được hợp tác với cô. Chào nhé. Chả ngủ được á. Kiểu nó cứ khó chịu sao ấy. Chẳng sáng quá. Bực hết cả mình. Điên hết cả người ý.
mình phải làm gì đó thôi. Gọi người ứng cứu nào. Tên ngố đó đó. Alo, Sunny à? Thật sao? Không, có gì đâu. Ok. Đến lúc tỏa sáng rồi đó. May mà mình có phần mềm đặc biệt cho vụ này. Cười người hôm trước, hôm sau người cười nha. Mình cần di chuyển vệ tinh. Chính phủ thế nào cũng tức điên lên. Ý là vì Sunny cả thôi, họ sẽ hiểu mà. Và giờ mặt trăng tối đi rồi. Thế là ổn áp. Giờ mình ngủ được rồi. Vậy mới mơ đẹp được chứ. Dễ ẹc. Lần sau hỏi gì khó hơn nha. Giờ mơ về Sunny thôi. Tụi mình sẽ đẹp đôi lắm đây. Đi mua sắm mệt phở dâu luôn má ơi. Phiêu. Cũng đâu đến nỗi đấy. Tivi hả? Anh vào bếp xíu nha. Giờ thì đập hộp đống đồ hiệu này nào. Ồ, cưng xỉu luôn. Giày nhỏ xíu xíu nè. Còn trong này. Thằng nhỏ, phải lớn một chút mới đeo vừa. Còn trong này. Đôi giày nhỏ nhất và yêu nhất nè. Ủa? Trung tâm thương mại không có đôi đó. Xinh hơn mấy đôi này biết bao nhiêu luôn. Ơ, à, anh yêu ơi. Gì nữa đây? Em muốn đôi giày em bé kia. Ờ, chồng cũng đáng yêu phết. Sao cũng được, thích thì anh chiều. Tôi sẽ lấy một đôi. Vui chưa nào? Rồi ạ, vui lắm luôn. Chúng ta ngừng mua sắm được chưa? Của em nè, thấy không? Wow, ở đây có nhiều đồ cưng xỉu luôn. Bé xíu xiu luôn này. Giá 2 triệu luôn hả? Bé tẹo thế này mà. Ờ, đôi này xinh nè. Mà giá cũng hạt rẻ hơn bao nhiêu. Bán tôi đôi này nhá. Dạ được. Của chị 400 ạ. Đơn giản như đang giỡn. Hoặc là không. Mình có mỗi 200 thôi. Chả mua được cái gì cả. Thế còn đôi giày của búp bê. Có đủ cho đôi này không? Chắc là đủ đó ạ. Người gì mà kỳ cục ghê. Ơn giời váy này vẫn vừa. Mình mới mua tuần trước thôi. Chắc váy này chưa đủ lộng lẫy rồi. Bỏ qua đi. Váy này chuẩn gu của mình nè. Lẽ ra mình phải tỏa sáng chứ ta. Bỏ cái này đi. Cả cái này nữa. Vứt hết đi. Vé đi. Em lại khó chịu trong người à. Đừng, chờ anh. Mình đi mua sắm nhé. Thêm một điểm nữa là thắng rồi. Mình không nick vừa quần nữa. Thứ này không phải dành cho bà bầu. Ước gì mình có tiền đi mua sắm nhở. Em nhìn cái gì thế? Cách giải quyết xa tận chân trời ngay trước mắt luôn. Đó, quần áo cũ của chồng là kho báu mới của vợ. Chương trình mới hay nhở. Mong là vợ sớm trả lại đồ cho mình. Chắc là sẽ cưng xỉu luôn đó. May mà có cái ghế để chân. Cậu thấy sao nào? Bụng tớ trông xinh không? Tớ thì thích cực. Chả biết nữa. Màu này không hợp lắm ý. Không hợp màu á? Tớ hợp với mọi thứ mà. Nhưng mà thôi kệ. Còn áo này, trông bụng bầu của tớ xinh nhở. Thật luôn á. Tớ sai sai thế nào ấy. Lần sau tớ chả đi shopping với cậu nữa đâu. Ổn áp quá này. Đúng style tớ luôn. Mẹ bầu phong cách nhở. Và mọi người sẽ biết tớ giàu nữa.
Trông cũng chả đẹp lắm. Trời, khó khăn thế. Mọi người thấy sao? Bộ nào trông đỉnh nhất vậy? 1, 2 hay 3? Hãy cho tụi tôi biết trong phần bình luận nha. Mình cần phải chuẩn bị cái đã. Mọi thứ đầy đủ cả rồi nhỉ? Giờ thì bắt đầu thôi. Một chai táo, một củ tỏi này. Wow, nồng kinh. Gì nữa ta? Tất nhiên rồi, phải có ti giả nữa. Lễ niệm chú có thể bắt đầu rồi. Humble Bubble, focus, focus. Xin hãy chào con trai. Bình thường đều được mà. Hay là mình quên thứ gì? Rắc thêm chút kim tuyến nữa. Abracadabra, hello đi nha. Mình làm sai bước nào nhở? Đúng rồi, tóc người nữa. Chắc là đủ rồi nhỉ. Hãy cho ta biết thứ ta muốn. Cưng ơi, lại làm phép đấy à? Tặng em bó hoa nè. Không, hay em thích sô-cô-la. Đúng là còn cần một thứ nữa. Hoàn hảo. Một cánh hoa duy nhất thôi. Đủ cả rồi. Vàng ma thuật, hãy cho ta biết bí mật. Con gái, là một bé gái hạnh phúc quá đi. Anh yêu, nhìn này. Mong là con bé thích xe hơi và bóng đá. Cái váy này chật quá. Thôi nào. Mình từng mặc vừa mà. Thôi xem tivi cho đỡ bực. Chiếc váy này giúp giảm cân. Hợp với cô thôi. Xin giới thiệu với các bà bầu. Đẹp dã man con ngan. Mua liền. Đi đến đâu cũng sẽ khiến mọi người trầm trồ. Này. Tôi á? Tôi muốn cái váy đấy. Đây á? Khá đắt đó nha. Chuyện nhỏ. Thẻ được không? Được chứ. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cảm ơn nhé. Bụng bầu mặc váy này cũng đỉnh ghê. Rất hợp đấy ạ. Chị có gu ăn mặc xịn thật. Tôi muốn hết chỗ đó nữa. Đây ạ. Tôi sẽ lấy hết. Tiền của chị mà. Tuyệt quá đi mất. Mua sắm thích ghê. Cứ ném nữa đi. Mình nên chiều chuộng bản thân nhiều hơn nữa. Quá trời váy đẹp nè. Wow. Hẹn gặp lại chế nhé. Wow, búp bê ơi, tóc cậu xinh dữ. Đáng yêu quá à. Mà khoan, chào đón búp bê công nghệ nhất nào. Tương tác AI sẽ mang đến một người bạn trọn đời. Cậu cũ rồi búp bê à. Bố ơi, con thích ẻm. Đi bố. Cảm ơn bố. Chắc sẽ tuyệt lắm đây. Mình hồi hộp ghê. Muốn thấy ẻm quá à. Wow, còn xịn hơn cả mình tưởng tượng luôn. Kích hoạt quá trình khởi động. Xin chào, tớ là búp bê Robo 3000. Wow, ngầu quá đi. Nào, mình chơi nhé. Nhìn mái tóc xinh xẻo này nè. Tóc tớ là polymer tổng hợp á. Toang rồi. May mà robot không có cảm xúc. Nào, thử bắt tớ đi. Nhưng phải nhanh đấy. Quá trình đuổi bắt được tiến hành. Không đi được, tính toán đường khác. Hủy nhiệm vụ. Sắp xong rồi. Wow, cậu đẹp dã man. Cậu thấy vậy sao? Cậu thấy xinh không? Bộ này xinh ghê. Còn gì ta? Lấy luôn này. Tụi mình mặc cái này mới chất. Lựa chọn quá đỉnh. Wow. Bắt đầu nha. Đúng rồi, làm theo tớ nè. Phủi phủi đi. Đỉnh đó, búp bê robot. Kiểu robot, kinh điển nha. Quá trời like luôn này. Em ổn chứ? Lúc nào cũng ổn ạ. Wow, căng quá ta. Bình tĩnh, không hoảng sợ.
phủ. Ồ, được đó. Xem em đây. Đơn giản như đang giỡn. Đến cô ạ. Mình thấy hơi căng thẳng rồi. Trong phòng nóng thế nhở? Mình làm được mà. Làm thật nhanh nào. Chiến luôn. Không. Chúc cô may mắn lần sau nhé. Chỉ là vô tình thôi. Cô biết luật mà. Không, đừng làm thế. Đưa đây cho em. Nhưng cô chỉ có ngôi trường này thôi. Đã đến lúc thay đổi chỗ này một chút. Mình cầm quyền. Không làm bài tập nữa. Giờ sao? Mình tưởng làm hiệu trưởng là vui chứ. À biết rồi. Xin chào, lên văn phòng ngay cho tôi. Ừ, nhanh lên. Dạ. Bài kiểm tra đó, tôi bị điểm ép. Sửa đi. Không thì cô bị đuổi việc. À, đương nhiên ạ, chắc tôi chấm nhầm ạ. Cô được điểm A. À, làm hiệu trưởng cũng có lợi ghê. Mình thích trò này á. Chào Sophia. Có gì hôi hôi ấy nhở? Đừng nhìn tớ mà. Hôm qua tớ nằm trong máy giặt đó. Chắc là Sophia rồi. Gì vậy má? Sao đổ cho tớ? Ồ, hoa xinh quá à. Cảm ơn. Xin thứ lỗi. Gớm quá. Thôi đi. Sophia, con làm gì thế hả? À, đâu có gì ạ. Mẹ giả bộ chưa thấy nha. Kỳ ghê. À, tụi con nít. May mà mình có rối tất riêng. Chúng ta đang chơi gì vậy nhỉ? Xem mẹ có gì này. Là kẹo. Cho con với. Hừ, nóng như cả nghìn độ ấy. Con yêu còn thèm gì nữa nào? Anh yêu. Cưng cần gì nữa sao? Em thèm đồ ngọt ý. Ok con dê, mứt hạt phỉ nè. Không. Ừ. Xem nhà mình còn gì nào. Chờ nhá, anh có cả bàn bánh ngọt cho vợ nè. Bao nhiêu đồ ngon luôn nhé. Em và bé cưng muốn cái gì anh cũng chiều. Vẫn còn bánh trong bếp. À, ở đây không có phô mai hả chồng? Không, sao anh lại quên phô mai được cơ chứ? Ngơ ngang ngơ ngẩn. Hay phết đó. Nhưng đọc một hồi thấy đói ghê. Con muốn ăn gì nào bé con? Chắc là món gì mặn mặn. Chồng ơi, em yêu cần gì à? Em thèm ăn snack đấy. Ờ được, chờ anh chút. Yay! Bim bim khoai tây mặn thơm đây. Đúng là em thích luôn nhé baby. Ôi trời ơi, anh tìm ở đâu ra vậy? Em cảm ơn. Cứ ăn đi nha, lát nữa anh sẽ về. Khoan đã, nốt cái này thôi. Em thèm đồ gì ngọt nữa cơ. Để xem anh có kiếm được gì không. Cảm ơn baby. À, hết hồn con trồn. Gì đây ạ? Chà, em muốn đồ ngọt mà cưng. Thơm như bánh ngọt đấy. Dầu tây á? Ờ, thơm dã man. Giờ em lại thèm ăn cá cơ. Anh là gì, cái chợ hả? Rồi, chờ để anh chuẩn bị. Ngon quá đi. Cưng ơi, anh bắt được một con cá to lắm. Anh đi bắt thật hả? Vợ yêu thấy tanh quá à? Thôi mày, có xà phòng che bớt mùi. Nhìn không ổn tí nào luôn. Khổ khóc ý. Thôi kệ, vẫn là đồ ăn mà. Cứ như nhai giấy vậy. Trời, mình không thích món này. Khoan, biết rồi, cho cái bánh vào tô nào. Rót chút nước nóng nữa nè. Mì ăn liền ngon lành tới đây. Vậy nó nổi chứ. Nhìn quá thường. Thật may vì mình có chiếc burger kẹp tiền này. Ngon và đắt tiền dã man.
răng tôi. Đính nhiều đá ghê, nhìn thí sinh chứ có ăn được đâu. Ước gì mình có mì tôm, trông ngon thật. Đừng lo nha công chúa, mẹ sẽ tìm được đồ ăn cho con thôi. Vô duyên quá vậy má. Ăn mì với tớ không? Nếu được thì thích quá. Cậu có thể ăn của tớ đi này, tớ chán burger kẹt tiền lắm rồi. Tớ trả cần bánh, tiền nè. Ngon lành. Thường vụ bạc tỷ đó nha. Ngon không con yêu? Ủa gì vậy? Làm thế cũng được à? Không công bằng tí nào. Không gian của nhà hàng này đẹp quá. Phục vụ đi ngủ hết rồi hả ta? Món khai vị đây thưa cô. Toàn món hảo hạng đó. Cô có thấy thích món nào không? Tôi sẽ lấy hết. Cảm ơn anh. Trông ngon ghê. Vị thì tạm tạm. Rau củ thì khỏi đi. Thế này mới chuẩn vị chứ. Kẹo dẻo nhỏ xinh nè. Wow, ngon tuyệt cú mèo luôn. Cô gọi à? Chúng ta chuyển sang món chính nhé. Dọn hết đi cho tôi. Tôi đã hiểu ạ. Wow, đúng là lãng phí hết sức. Món ngon nhất tiệm mình đó. Xong rồi nè. Vậy là bữa trưa đã sẵn sàng. Trông ngon phết đấy chứ. Còn tí muối nào không ta? Thôi kệ, không sao. Ngon quá, mình đói meo dâu rồi. Ăn đã cái nư ghê cơ. Rửa bát đĩa rồi đi ngủ thôi. Nhưng mà được ăn thêm thì thích nhỏ. Mà cũng chẳng có ai ở đây nhỏ. Sạch bong, đỡ tốn công rửa đĩa luôn. Hẹn gặp sau nha. Mình quá năng suất mà. Đừng lo, vợ chỉ cần cố chút nữa thôi. Hít thở đều. Thế rồi ông bố ngất xỉu, hài dã man luôn. Aham. Chờ chút nào, trời ạ. Ôi đau lắm không vợ? Em nằm xuống chờ bác sĩ nhé. Từ từ thế nào. Hồi hộp quá. Mời nằm lên giường ạ. Tôi phải tự tay làm mọi thứ hay sao đây? Không, bán hết, bán sạch. Để tôi chuẩn bị cho chị nhé. Thoải mái chưa ạ? Con của chị sẽ khỏe mạnh lắm cho mà xem. Em yêu lòng tốt lắm. Hình như con muốn ra rồi. Này, chị có thấy bệnh nhân không hả? Hồi tôi gác máy nước. Ở đây có một cặp phiền phức lắm. Sẽ không sao đâu. Làm gì đi chứ. Lại phải đặt găng tay mới rồi. Này, bé bé cái miệng dùm cái. Cô cần phải thở như thế này. Thế này chắc là nguội bớt rồi đấy. Tôi đã lấy cho chị chút kẹo ngon. Phải giữ sức khỏe để sinh con chứ. Thôi khỏi, tôi không muốn tăng cân đâu. Uống đã ghê. Nào xem nào, em bé ra chưa? Wow, không phải ngày nào cũng thấy đâu. Dặn đi nào. Em biết ngay mà, lẽ ra mình phải đi bác sĩ khác. Ôi tay anh. Tiếp tục đi. Bình thường cũng thế à? Cứ kệ đi ạ. Thôi em không đẻ đâu. Cứ để đó anh lo. Thế này đã đủ chưa? Chắc chắn là được rồi. Không cần lo gì đâu ạ. Thế thì tốt. Một viên này thôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Trời ơi, đau chết mất. Ôi giời ơi. Ok. Chị có thấy gì không? Ok, hình như con tôi đang ra. Xin chúc mừng, là một bé gái xinh xắn ạ. Quả là một gia đình dễ thương. Kuchiku. Thôi cảnh tới già. Bé em bé nè, xin chúc mừng, bla bla bla. Con gái hay con trai? Chịu thôi, tự xem thì biết. Mẹ hạnh phúc quá. Chồng ơi, lại xem con mình nè. Anh yêu hai mẹ con lắm. Không, dừng lại, đợi em với. Lỡ xe buýt rồi, phải làm sao bây giờ? Này, sao vậy cô bé? Chắc đã đến lượt bà già thân thiện này ra tay rồi. Đi không cháu? Wow! Nào, lên đi.
xe hơi bìa cứng ạ? Chuẩn chỉnh, là mẫu mới nhất đấy. Cục cưng này đi được á nhà. Ngồi chắc nhé. Nhanh đúng không nào? Thấy gió lùa tóc không cháu? Tuyệt quá luôn ạ. Cảm ơn bà. Khoan, cháu lái nhé. Cứ tự nhiên. Vui lắm luôn ạ. Mình chưa được lái xe bao giờ cả. Khoan, cái gì? Vroom. Chậm lại nào. Nhìn kìa, tới nơi rồi. May mà không sao. Mừng quá. Cháu cảm ơn, bà dễ thương ghê. Bye. Phủ, đến lúc đi mua shopping rồi. Tới bãi rác thôi, bíp bíp. Oh, cô ấy đến kìa. Chào buổi sáng thưa cô. Để tôi mở cửa nhé. Thôi. Tôi không hiểu. Hôm nay tôi không đi xe đâu. Hay là trượt ván ạ? Đùa nhau hay gì vậy? Giày trượt thì sao? Bánh xe ngầu lắm nhé. Chán phèo. Mình hết cách rồi. Hay là dùng cái đó đi. Chuẩn như Lê Duẩn. U là trời, vui lắm luôn đấy. Ý tưởng hay nè. Xem tớ đây. Không, chờ đã. Bye bye. Đi thế này mới chất chứ. Chà, ít nhất thì mình cũng được tập thể dục. Chào, tớ chưa ai. Mình sang chảnh thật nha. Để xem mình làm được gì nào. Trò này tuyệt quá. Mọi người đang nhìn mình nè. Các cậu dễ thương quá. Tớ yêu tất cả các cậu. Vui quá đi mất. Mai mình cũng sẽ đi cái này đến trường. Giờ phải vào lớp thôi. Wow, nhìn kìa má, trông hiện đại thế nhở. Chắc là đồ của người ngoài hành tinh. Giờ nó thuộc về mình. Không phải đi xe bìa cứng nữa. Ái chà, trông mình chất ghê. Hả, tiếng gì vậy không biết. À, chào xin. Người nghèo cũng có hả. Chán thế không biết. Trang điểm xinh cho cô chủ nào. À, dù cô cũng xinh sẵn rồi. Gái toàn nói đúng không à. Buổi sáng áp lực quá. Chứ còn gì nữa à. Nhưng cô chủ cứ thư giãn nha. Ok, vậy là hoàn thành rồi. Cô muốn đi học bằng cái gì ạ? Vậy được không cô? Gì vậy trời. Thôi đi. Ok, nhìn xinh đó. Oh, biết rồi, để tôi gọi điện. Alo, giúp tôi dùm với. Ừ, ngay và luôn. Trực thăng à? Hoàn hảo. Vậy mới đúng gu chế. Cô sẽ được tăng lương. Bye. Cô Sunny, khoan. Cô quên mang ba lô nè. Cứ thả tôi đằng dưới đó là được. Chắc mình chuyển bàn đi quá. Hả? Gì vậy? Có đột kích. Bảo vệ chính mình đi. Bình tõm. Là tớ mà. Tớ thích vào lớp hoành tráng vậy đó. Ok, anh về đi. May mà tôi thích tóc bay bay đấy. Thế học đến đâu rồi? Cảm ơn. Không thể tin nổi. Đúng là làm lố. Xong chưa vậy trời? Chúng ta cần phải đổi bàn thật đấy nha. Cây của mình.